Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đi qua phần tiếp theo về cái đồng phân quang học ha. Thì hôm trước á, mình đã có hai cái video đầu tiên về cái phần đồng phân quang học. Là thứ nhất á, là bạn có cái đồng phân quang học nó là một cái, nó là cái gì, khái niệm về đồng phân quang học. Cái thứ hai á, là những cái cách để xác định cấu hình của đồng phân quang học, bao gồm cấu hình tương đối DL và cấu hình tuyệt đối RS. Nhưng mà những cái đó anh chỉ nói đến những chất mà có một tam bất đối duy nhất thôi. Thì trong cái video clip này thì hôm nay mình sẽ nói những cái tam bất đối, những cái chất mà có ít nhất là hai tam bất đối ha. Thì vậy hai tam bất đối này có những cái cần, những gì cần lưu ý ha. Thì bây giờ trước mắt á, thì các bạn thấy là một tam bất đối tức là một carbon phi đối xứng á, thì các bạn có hai đồng phân quang học đúng không? Bây giờ hai tam bất đối thì nó sẽ như thế nào? Đây, một chất mà có một carbon phi đối xứng thì sẽ có hai đồng phân quang học, đó là đồng phân R và đồng phân S của nó đó ha. Còn một chất mà có hai carbon phi đối xứng trở lên đó thì cái cấu hình tuyệt đối như nè, các bạn lưu ý giùm anh là nó là cấu hình của một tam bất đối. Tức là bây giờ ví dụ như bạn có hai tam bất đối thì bạn sẽ có mỗi tam bất đối sẽ có cấu hình là R hoặc S riêng, thì tổng cộng bạn sẽ có bốn cái kiểu là RR, RS, SR hoặc là SS. Tức là hai carbon bất đối bạn sẽ có bốn đồng phân, và nếu mà có ba carbon bất đối thì tương tự mình cũng sẽ có những cái trường hợp đó và mình sẽ có tám đồng phân tất cả. Thì nói tóm lại theo quy tắc toán học thì bạn có cái gì để xác định được cấu hình của một cái chất mà có nhiều carbon đối xứng á, ví dụ như cái có bốn carbon đối xứng đi, thì mình sẽ thấy là gì, nó sẽ có bốn cái cấu hình về hơi xác định được mỗi vị trí này nó là hai đúng không, nó là hai mũ cho cái số gần carbon bất đối đúng không? Đó. Thì nó có bao nhiêu carbon bất đối, có n carbon bất đối thì cái số đồng phân quang học của nó sẽ là 2 mũ n ha. Đó. Và theo những cái quy tắc đếm mà các bạn đã học ở bên cái phần toán học lớp 11 rồi ha. Thì ở đây nó không giải thích tại sao mình có được cái đó nữa. Những cái này là trên lý thuyết mình có ha. Vậy thì bây giờ trên thực tế thì như thế nào? Thì người ta nhận thấy á rằng là có nhiều cái chất mà nó có lớn hơn hoặc bằng hai carbon bất đối nhưng mà nó vẫn không có đủ cái hai n đồng phân quang học này. Tại sao lại như vậy ha? Thì có một số trường hợp nó như thế này, đó là nó có nhiều hơn hoặc bằng hai cái carbon bất đối giống nhau. Carbon bất đối giống nhau là sao các bạn? Tức là ví dụ như là đây một carbon đối với A, B, D, E là một carbon bất đối ha. Carbon thứ hai á nó sẽ nói với lại một cái nhóm là cũng là A, B, D, E luôn. Nhưng mà ở đây anh không có nói về cấu hình nữa các bạn, anh chỉ nói là gặp một đối giống nhau, tức là nó bốn nhóm thế của carbon số 1, carbon bất đối số 1 ha, nó giống với lại bốn nhóm thế của carbon bất đối số 2, bốn nhóm thế của carbon bất đối số 2. Rồi cái trường hợp thứ hai á là nó còn một cái carbon ngụy phi đối xứng. Ngụy là cái gì các bạn? Ngụy có nghĩa là giả, tức là nó không thật. Ha, một tí nữa mình sẽ coi tại sao đó là gọi là cái carbon ngụy phi đối xứng. Cái thứ ba á, là nó có một cái cấu dạng của nó bị giới hạn bởi cấu trúc khung. Thì cái dạng này á là nó liên quan đến một cái chất mà rất là nổi tiếng về cái chuyện đồng phân quang học này luôn, đó là camphor. Các bạn thấy camphor thật ra nó có hai carbon bất đối nhưng mà nó chỉ có hai đồng phân quang học thôi. Tại sao thì anh đã làm một cái video clip riêng về camphor rồi, thì các bạn có thể search nó trên kênh YouTube của anh và các bạn coi về cái đồng phân quang học của camphor ha. Rồi, thì đây là những cái vấn đề cơ bản về cái đồng phân quang học của những trường hợp chất mà có nhiều tam bất đối. Thì bây giờ mình đi qua một số cái trường hợp cụ thể ha. Thì trường hợp thứ nhất á, thì các bạn cũng đã gặp rồi, đó là đối với cái đường. Thì đối với cái đường á, thì ở cái video trước anh có nói với các bạn là các bạn xác định cấu hình tương đối của nó bằng cách là xét OH nằm của carbon bất đối mà có cái đánh số cao nhất ha. Tức là ở đây là 1, 2, 3, ở đây OH này đánh số cao nhất carbon bất đối ha. Và ở đây các bạn sẽ thấy là thằng này OH nằm bên tay phải theo công thức Fischer, cho nên là cái cộng phân này là phân D. Rồi, tương tự những cái khác mà cũng sẽ xác định như vậy. Nhưng mà ngoài ra thì đâu phải chỉ có một cái carbon cuối cùng này đó là carbon bất đối đâu. Bạn thấy là trên những cái hình này tất cả những cái carbon mà anh tô màu đỏ, tất cả những cái carbon mà anh tô màu đỏ ở đây á đều là những cái carbon bất đối ha. Thì khi nó là cái carbon bất đối rồi á
thì các bạn phải có được cái cấu hình của nó. Vậy thì xác định cấu hình như thế nào? Thì đây là công thức Fisher xác định cấu hình của từng cái nó như bình thường thôi, như cái video trước mà anh đã nói. Nhưng mà ở đây thì các bạn sẽ không có xác định một cách khó khăn như vậy đâu. Tại vì đối với cái đường này có một cái cách rất là dễ, là đối với những cái phân tử đường bình thường thôi ha, thì một cách trùng hợp là nếu như OH ở bên phải mình sẽ có cái cấu hình tương ứng là R, nếu OH ở bên trái mình sẽ có cấu hình tương ứng là S. Còn trong alpha amino acid á thì cũng tương tự như vậy. Rồi chứng minh nè, giờ anh lấy thử cái chất silo này nè, lấy thử cái chất silo này ha. Ở đây bạn có ba cặp mol bắt đối, xét cặp mol bắt đối đầu tiên OH này nó nằm ở đây bên tay phải, tức là theo dự đoán thì ở đây các bạn phải có nó là cấu hình R đúng không? Ok rồi, bây giờ OH ưu tiên thứ nhất, C này với C đó là O thì C đó là O ưu tiên hơn ha. Thứ hai, đây ưu tiên số 3. Này sẽ có cái chiều nó quay như thế này ha. Khi mà cái chiều nó quay như đây tức là nó ngược chiều kim đồng hồ. Ngược chiều kim đồng hồ thì sao? Nó là S. Nhưng mà công thức Fisher thì lưu ý cái gì? Công thức Fisher lưu ý cái hydro. Hydro này nó nằm ở phía trên mặt phẳng, do đó là từ S các bạn phải đổi thành R. Cấu hình của thằng này là R. Carbon thứ hai này cũng như vậy. Bây giờ cái OH này nó đang nằm bên tay trái. Bên tay trái thì bây giờ cấu hình của thằng này là S ha. Chứng minh lại. Giờ ở đây OH ưu tiên nhất, C trên và C dưới nó cùng là CHOH hết, cho nên là không thay đổi. Giờ xét tiếp C này ha. Xét tiếp hai C này thì đây là C nó đôi O với CO, thì cái thằng ở trên đó các bạn sẽ ưu tiên thứ nhì, thằng dưới đây bạn ưu tiên thứ ba. Cái chiều các bạn sẽ có nó đi từ đây sang đây, đây sang đây là R. Nhưng mà hydro nằm ở trên ha, hydro nằm ở trên cho nên từ R bạn đổi sang S vậy đó. Đây tương tự thôi, ở dưới này các bạn cũng sẽ có đồng phân nó là cấu hình R. Vậy thì cái silos á nó sẽ là tên gọi của nó là gì các bạn? Carbon nếu các bạn đánh số 1 2 3 4 thì ở đây các bạn sẽ có chất là 2R3S4R này ha. Ở đây là 2 3 4 5, 2 3 4 5 bốn nhóm hydroxy, tức là tetrahydroxy ha. Và đây là 5 carbon cho nên nó là pentanam ha. Anh này hết 5 carbon đó, thì đây là cái tên gọi theo y bắt của nó ha. Thì đó là đối với những phân tử đường và amino acid á, thì các bạn có một cái cách xác định nhanh như vậy ha. Thì như anh nói là chỉ là xác định nhanh thôi, tức là chỉ áp dụng cho đường với amino acid thôi, còn đối với những cái chất khác không có cái chuyện mà các bạn vẽ công thức Fisher ra mà thấy cái OH nó là bên phải là nó là R, OH nó bên trái là S đâu nha. Nói chung là nhớ dùm anh là không áp dụng với chất khác. Còn nếu mà các bạn áp dụng thì các bạn làm sai thôi. Rồi, thì ở phía sau đây anh có hai cái bài tập nho nhỏ về cái đồng phân quang học, thì các bạn có thể chép lại bài tập này và làm tập, rồi một số cái video sau thì anh sẽ sửa sau ha. Còn bây giờ mình đi qua đến cái trường hợp mà nãy anh nói lúc đầu là những cái chất mà có nhiều carbon bắt đối nhưng mà có ít hơn 4 đồng phân quang học ha. Rồi đầu tiên mình sẽ đi đến một cái đồng phân là đồng phân meso và đồng phân trio. Thì đồng phân meso và đồng phân trio nó là như thế này. Thì một số chất á, nếu mà có hai carbon bắt đối giống nhau về bốn nhóm thế thì nó sẽ có hai trường hợp, hai cái đồng phân nó trùng nhau như thế này. Ví dụ như là RS và RSR là cùng một chất. Tại sao vậy ha? Ví dụ như vậy, các bạn sẽ có chất này nè, đây là những cái gì mà hồi nãy nói các bạn, hai carbon bắt đối giống nhau á. Xét cái này là C1 2 3 4 ha. Xét C2 thì các bạn có, nó có nó nối với bốn nhóm thế gì? Nối với bốn nhóm thế là H, nối với BR, nối với CH3 và nối với một cái nhóm khác nữa là CH, BR và CH3 đúng không? Đó là C2, nguyên cái khúc này là CH, BR, CH3 nè. Rồi còn C3 thì sao? C3 bạn vẫn nối với những cái nhóm tương tự, bạn vẫn có nó nối với H, có nó nối với BR, có nó nối với CH3, nó cũng nối với lại CH, BR. Thì nói chung là cái C2 và C3 này anh gọi nó là cái gì? C2 và C3 có liên kết với bốn nhóm thế. Và bốn cái nhóm thế này nè, nó giống nhau.
À, thì tại sao anh để cho nó dấu mặt kép này? Tại vì anh muốn các bạn tránh hiểu nhầm là bốn nhóm thuế này là bốn cái y chang nhau, là bốn cái H hay là bốn cái BR, thì không phải. Ý là bốn nhóm thuế của C2 với bốn nhóm thuế của C3 giống nhau ha. Rồi vậy thôi. Thì khi mà cái chất mà nó có hai cặp đôi như vậy á, thì nó có khả năng nằm ở trong cái đồng phân trio hoặc meso. Thì tại sao vậy? Ở đây các bạn thấy là cái này, khi mà các bạn lọc cái chất này á qua gương thì các bạn sẽ được cái chất bên đây. Ở dưới cũng vậy, anh có một cái chất này, khi anh quay nó 180 độ qua gương, đối xứng nó qua gương thì anh sẽ được cái chất bên đây. À, rồi thì hai chất này nó khác nhau như thế nào thì bây giờ coi thử ha. Ở đây á thì mình sẽ có BR là ưu tiên nhất, ở dưới đây là ưu tiên nhì, 1, 2, CH3 ưu tiên thứ ba, chiều quay là từ đây sang đây là theo chiều kim đồng hồ, tức là RH nằm ở phía trước, này là S. Xác định tương tự ở dưới thì các bạn sẽ có BR1, này 2, này 3, chiều quay là S nhưng mà H nằm ở phía trên nên là đây là R. Thì chỗ này các bạn sẽ có hằng, tại vì đối xứng qua gương mà thì cấu hình nó ngược nhau, cấu hình của mỗi tam bất đối sẽ ngược nhau, thì cái carbon chỗ này nè, cấu hình của nó trước gương nó là S, còn sau gương thì nó sẽ là R. Chỗ này thì từ R nó thành S. Rồi, ở dưới thì các bạn xác định mình cũng thấy tương tự, đây là SS, đây là RR ha. Rồi, cái vấn đề quan trọng ở đây là cái gì? Cái chất ở phía trên này nè, các bạn thấy á là hai cái chất này thật ra các bạn có thể làm cho nó trùng vật và ảnh với nhau. Bạn cứ tưởng tượng ha, nếu cái chất này nè, bạn xoay 180 độ qua lật úp lại thì nó trùng với chất này. Như vậy cái chất này á, nếu các bạn quay 180 độ nó không trùng cái này. Hai cái chất này thật ra là một chất. Tại vì hai cặp đôi bất đối giống nhau. Cái này các bạn phải tưởng tượng giùm anh nha, nếu các bạn không tưởng tượng thì các bạn rất là khó hình dung ra được cái tại sao nó là cái đồng phân meso á. Thì cái đó là cách thứ nhất, tức là các bạn có thể tưởng tượng là ví dụ như lật cái chất ở trong gương của nó, bạn lật qua 180 độ thì nó trùng với lại cái chất bên đây. Nhưng mà khi nó trùng với chất bên đây rồi thì nói chung là nó không có đúng với lại cái, nó không phải là một cái cặp đồng phân hóa học nữa mà nó là cùng một chất. Cách thứ hai á là các bạn có thể đánh số và gọi tên ha. Thì ví dụ như ở đây các bạn thấy nè, nếu anh đánh số từ đây lên, hồi nãy là gì, SR, trời tự nhiên RS, thì các phải ở đây là 2S3R, ở đây cũng là 2S3R, giống nhau đúng không? Vậy đó, thì đó là những cái cách mà anh muốn nói với các bạn là phát hiện nó giống nhau hay không ha. Thứ nhất á, là quay một cái chất này 180 độ, quay theo cái chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ cũng được, quay 180 độ thì các bạn sẽ ra được chất bên đây. Thứ hai á là đánh số và gọi tên, xem có thử coi có cách nào gọi tên mà nó ra cùng một cái tên không, thì ra cùng một cái tên nghĩa là hai chất đó giống nhau ha. Thì cái đồng phân như vậy á người ta gọi là đồng phân meso, còn cái đồng phân ở dưới á người ta gọi nó là đồng phân trio. Vậy ha, thì các bạn thấy á là ngoài một cái chuyện là xác định cấu hình á thì người ta còn xác định cái meso theo một cái chuyện là như thế này. Một chất á nếu như có cái mặt phẳng đối xứng, ví dụ như ở đây anh lấy cái mặt phẳng đối xứng là cái này, thì nếu như có một cái mặt phẳng đối xứng như vậy á, đây nè BR này, R đối xứng với này, CH3 này đối xứng với CH3 này ha, thì khi đó cái chất này nó không không có đồng phân bay học của nó, tại vì qua gương thì nó trùng vật và ảnh ha, nó có phản đối xứng, còn cái hero thì không có. Rồi thì đây là cái giải thích về hero ha. Thì nếu mà có hai cặp o bất đối mà hai cặp o bất đối nó có mặt phẳng đối xứng với nhau á, tức là nó đối xứng với nhau lưu ý dùm anh ha, hai xe sao mà nó đối xứng với nhau và giống nhau về bốn nhóm thế á, thì khi đó đối xứng với nhau tức là qua một cái mặt phẳng như thế này ha, cái đường màu đỏ anh vẽ nè, hai cái cặp bon bất đối này bây giờ nó đối xứng với nhau qua cái đường anh vẽ. Rồi rồi thì ở đây thì cái khái niệm này á, các bạn vẫn có thể áp dụng cho những cái phân tử lớn hơn, nhưng mà những cái khái niệm này á, thì nó chỉ thừa dùng cho những cái phân tử mà có
hai carbon, ba carbon hoặc bốn carbon thôi, còn nhiều hơn á thì nó sẽ gây rắc rối nhiều, cho nên là không ai xài những cái khái niệm đó gì chắc nhiều hơn hết trơn đó, ha. Rồi thì như các bạn thấy á, đồng phân meso vật bản của nó trùng với nhau qua gương, do đó là nó không có tính quang hoạt, còn streo thì nó vẫn có tính quang hoạt bình thường thôi ha, nó vẫn có gặp bằng phi đối xứng, vật bản của nó cũng không trùng nhau qua gương cho nên là nó vẫn có tính quang hoạt. Meso thì có gặp bằng bất đối nhưng mà vật bản của nó lại trùng nhau qua gương cho nên là nó không có tính quang hoạt. Rồi ở đây là một số trường hợp khác về meso và streo nè. Bạn thấy á, ở đây những cái hàng này là đồng phân meso ha. Hai hàng này A với B á, A với B này ha, đó là đồng phân meso với nhau. C với D này đồng phân meso với nhau. Và E với F ở dưới đây là hai cái đồng phân erythro ha. Tại vì nếu mà xét về cái mặt phẳng đối xứng á, hàng này với hàng này không có đối xứng, hàng này với hàng này không đối xứng nên nó là trio ha. Còn ở trên đây á thì các bạn thấy là OH OH đối xứng này, OH đối xứng nè, nên nguyên cái đám này đối xứng thì đó là đồng phân erythro. À, xin lỗi, đồng phân meso. Và bây giờ mình qua tiếp là có một cái cặp đồng phân khác nữa, đồng phân erythro và đồng phân trio. Erythro á nó tương tự với meso nhưng mà nó áp dụng cho những cái mà nó chỉ giống nhau ba nhóm thế, thì tức là nó có một nhóm thế khác nhau một tí á. Rồi thì bây giờ ví dụ như vậy nè, nó giống ví dụ như thế này, các bạn thấy là nó cả hai cặp bóng đối đây ha, nó giống nhau hydro, nó giống nhau CH3, nó hơi khác nhau một tí là chỗ này OH với BR. Chỗ này anh nói là ba nhóm thế giống nhau, nó hơi không đúng lắm, tại vì các bạn có này, carbon này nó đối với CH3OH, và carbon số 2 này nè nó đối với lại CH3BR. Thì nói chung là nó chỉ có hai nhóm thế giống nhau thì nó đúng hơn, nhưng mà nhóm thế này nó chỉ khác nhau một chỗ nhỏ xíu xíu, xíu đây thôi. Thì tạm thời các bạn hiểu như vậy giùm anh ha. Thì cái số 3 này nó không hẳn là đúng lắm, nhưng mà đại khái anh viết để các bạn hiểu thôi. Rồi thì nếu các bạn lật cái mặt phẳng đối xứng vậy, nếu như các bạn lật một cái mặt phẳng đối xứng thì các bạn sẽ thấy là OH với BR này nè thì nó đối xứng với nhau nhưng mà nó không phải là hai cái hàng giống nhau. H với H này á thì nó giống nhau, CH3 này giống nhau ha. Thì nó chỉ bị lệch một cái nhóm này thôi, thì khi mà hai cái nhóm khác nhau này nè, erythro, định nghĩa của erythro á là hai cái nhóm khác nhau này nè nó cùng phía thì là erythro nha. Còn trio á thì hai cái nhóm khác nhau này nè nó ngược phía thì nó là trio nha ha. Có một số chỗ các bạn đọc á, người ta sẽ quy định khác nữa, là erythro nó sẽ không quy định một hai nhóm OH này mà sẽ quy định một hai nhóm giống nhau, ví dụ như là H với H ở đây nó cùng phía thì nó sẽ là erythro, còn H với H ở đây nó ngược phía thì nó sẽ là trio. Thì cái cách định nghĩa theo kiểu nào cũng được thôi, thì cái cách mà định nghĩa hai nhóm giống nhau là theo Hilbert ha, còn hai nhóm khác nhau thì nói chung là tại vì nó cũng không có quá khác biệt nhiều, cho các bạn lưu ý giùm anh ha. Erythro là hai nhóm cùng phía nè, hai nhóm giống nhau nằm cùng phía với nhau thì là erythro, còn trio thì hai nhóm giống nhau nằm ngược phía với nhau là trio. Nó giống như là cis với trans vậy á ha, nhưng mà cis với trans thì hơi khác, cis với trans là so dựa trên cái đó thôi, còn ở đây erythro trio là bạn so dựa trên mặt phẳng đối xứng trên công thức Fisher ha. Rồi bạn so sánh bằng công thức khác thì anh không biết nha. Thì cái erythro, trio, cái meso thì nó hơi phức tạp ha, nhưng các bạn lưu ý giùm anh là meso thì nó không có tính quang hoạt, vậy là nó vật và anh của nó trùng với nhau qua gương. Ở erythro á thì hai cặp bóng bất đối nó hơi khác nhau rồi, cho nên là lúc này nó không có trùng với nhau qua gương nữa ha. Rồi mình tới cái vấn đề kế tiếp là cái về các carbon ngụy phi đối xứng. Thì như lúc đầu anh có nói với các bạn á, là có những cái trường hợp mà cái hợp chất của mình nó có một cặp bóng bất đối nhưng mà nó không hẳn là cặp bóng bất đối giống như trong trường hợp này. Đầu tiên á thì xét cái chất đầu tiên á, thì khi mà xét định cấu hình á thì cái này các bạn tự vẽ lại, tự xác định ha, anh đã xác định sẵn ở đây rồi.
là RRS và SRR ha. Ở dưới đây thì cũng có đây như thế này. Các bạn để ý nè, có cái gì đặc biệt không? Nếu như mà các bạn xác định á, thì cái R với cái R ở đây á, hai cái carbon này nó là hai cái carbon đối xứng nhau và gương thì cấu hình nó phải ngược nhau chứ. Nhưng mà khi mà anh xác định á, thì cái cấu hình của nó lại không có thay đổi khi mà đối xứng ngoài gương. Tại sao vậy? Tại vì thật ra các bạn nhìn nè, nguyên cái nhóm này nó cấu hình R, nguyên cái nhóm ở dưới cấu hình S. Thì theo quy tắc Eubach á, thì đối với hai cái carbon mà nó từ anh sẽ nhắc lại cho các bạn một cái này, không biết các bạn nhớ không, là cái quy tắc Cannon-Gordan-Relux á. Đây, ở đây anh có lưu ý cho các bạn một cái là khi mà xác định á, thì nếu như mà không xác định được nữa thì R lớn hơn S. Tức là nếu các bạn xác định cái carbon bất cấu hình của cái carbon bất đối ở giữa của cái hình hồi nãy á, là mình đang có như thế này ha. Nếu các bạn xác định carbon bất cấu hình của carbon bất đối ở giữa này nè, thì OH ưu tiên số 1, cấu hình R ưu tiên số 2, cấu hình S ưu tiên số 3. Cái chiều relay đây qua đây là gì? S thì R, H nằm ở phía trước mặt phẳng cho nên là R. Còn ở đây thì sao? OH ưu tiên số 1, R ưu tiên số 2, S ưu tiên số 3. Chiều đi qua đây là S, H vẫn nằm phía trước nên nó vẫn là R. Lạ không? Lạ ha. Là từ một cái carbon bất đối nhưng mà khi các bạn đối xứng nó qua gương thì nó lại không có thay đổi cấu hình của nó. Tức là cái hình dạng của carbon bất đối đó nó không khác gì với lại cái chất ban đầu của nó hết. Thì cái carbon như vậy người ta gọi đó là carbon quỵ phi đối xứng, tức là giả bất đối thôi. Thì nó gắn với bốn nhóm thấy khác nhau, nhưng mà khi mà đưa nó qua gương thì nó lại không khác nhau ha. Rồi trong trường hợp như thế này, chẳng hạn như bạn đã có hình ở đây RRSS, thì R với R ở đây á, hai cái carbon bất đối này giống y chang nhau, hai tức là nguyên cái cụm nhóm thế này, nguyên cái dụng cụm nhóm thế trên đây nó giống y chang nhau. Còn nguyên cái cụm nhóm thế chỗ này nè các bạn, với cái này nó khác nhau về cấu hình nè các bạn, mặc dù nó cùng những cái nhóm thế nhưng mà nó khác nhau về cấu hình. Còn bên tay phải của mình á thì nó cùng nhóm thế nhưng mà nó giống nhau về cấu hình luôn, cho nên là những cái nhóm này là những cái nhóm khác nhau. Và cái carbon ở giữa trong trường hợp này nó không phải là carbon bất đối nữa nha. Nhưng mà thật ra cái này cũng là đồng phân của bốn cái chất này thôi. Sáu cái chất trên màn hình này các bạn là đồng phân của nhau hết đó. Nhưng mà tự nhiên cái carbon bị cái carbon ở giữa carbon số 3 nè, lúc thì nó là carbon bất đối, lúc thì nó là không phải carbon bất đối. Và khi nó là carbon bất đối thì cấu hình của nó lại không đổi khi mà mình đổi xuống qua gương. Ngộ ha. Thì những cái carbon như vậy người ta gọi là carbon quỵ phi đối xứng. À, bây giờ thì nó đưa ra một cái vấn đề nữa là các bạn có thể nhìn ra được cái thằng nào là đối quan của nhau hay không. Thì giả sử anh đánh số đây là A, B, C, D ha. Các bạn lưu ý, gọi là đối quan khi mà tất cả các cấu hình của nó khác nhau. Còn nếu mà có một cái cấu hình giống thì nó không phải là đối quan. Vậy thật ra những cái thằng này á, gương của thằng A, tức là B, A và B không phải đối quan của nhau. A và B thật ra là một chất. C và D cũng không phải đối quan của nhau. C và D thật ra là một chất. Tức là cặp meso là A và B, C và D. Cặp đối quan là thằng nào? A với D là một cặp đối quan, A với C cũng là một cặp đối quan. Rồi B với C hoặc là B với D cũng là một cặp đối quan. Tại vì anh nói các bạn AB giống nhau, CD giống nhau thì những cái chất đó là một cặp đối quan với lại CD ha. Rồi trio thì những đồng phân nào là trio? Trio thì các bạn có thấy hai bên đây nè, hai cái chất E với F này ha. Trio sẽ là những cái thằng E với F. Rồi thì thường á, thì đối với những cái chất phức tạp như nãy anh nói thì người ta sẽ không yêu cầu các bạn xác định meso hero chi nữa. Tại vì mình có một cái vấn đề là meso trio đó cũng chỉ là cấu hình tương đối thôi, và cấu hình tuyệt đối các bạn vẫn có RS các bạn xác định chắc chắn, cho nên là meso hero thì học để biết. Và đối với những cái chất nhỏ người ta dùng cái danh pháp meso erythro với trio thì nó sẽ đơn giản hơn, nhưng mà cũng có một số trường hợp nó gây nhầm lẫn rất là nhiều ha. Đây
À, một câu hỏi vui nữa là đối với trường hợp này thì nó có tổng cộng bao nhiêu đầu phân khoa học, thì cái câu hỏi này thì anh sẽ không giải đáp trong video này ha, thì các bạn tự tìm hiểu rồi. Và nếu các bạn muốn trả lời thử thì các bạn có thể bình luận ở dưới cái video này ha. Thì cái bài về những cái trường hợp về carbon bất đối mà có nhiều về những cái chất mà có đồng phân quang học có nhiều carbon bất đối đó, thì tới đây là hết rồi. Thì nãy giờ anh xin tóm tắt lại nãy giờ mình đã làm những gì ha. Thì trong những cái video này á, thì mình chỉ nói đến hai cái loại chủ yếu thôi là benzotrio, erythro và cái carbon ngụy phi đối xứng. Thì coi là có mấy vấn đề như vậy nhưng mà thật ra những cái này nó rất là khó nhìn ha. Và meso, hero, là ba cái này là những cái danh pháp mà theo cái dạng là cấu hình tương đối chứ không phải là cấu hình tuyệt đối ha. Và bây giờ thì người ta cũng hạn chế cái danh pháp này rồi tại vì nó gây rất là nhiều nhầm lẫn. Chẳng hạn như erythro ở đây á, các bạn thấy nè, erythro thì bây giờ anh nãy anh nói với các bạn là xét hai cái nhóm H nó nằm cùng phía với nhau thì nó là erythro đúng không, và hai nhóm giống nhau là hydro với hydro nằm ngược phía với nhau thì nó là CO đúng không? Vậy bây giờ nếu mà anh không thích vẽ như vậy mà anh thích vẽ như anh đảo vị trí hai nhóm này đi ha. Bây giờ mình sẽ có như vậy. Rồi, OH. Rồi ở đây là CH3, ở đây là H. Ở đây là BR. Không thích nữa, đảo ở đây đi. Đảo ở đây đi, OH nó CH3. Rồi, tức là cái chất này so với chất ở dưới đảo hai lần đúng không? Đảo hai lần. Vậy ha. Thì các bạn sẽ thấy rằng là nếu mà anh đảo như vậy hai lần rồi á thì nó sẽ là cái chất giống như chất ban đầu, tức là nó sẽ là đạo phân trio. Đảo cấu hình, đảo vị trí các nhóm thấy hai lần thì cái này anh nói với bạn cái video xác định đồ phân quang học rồi nha. Thì ở đây nếu mà xét hai cái nhóm giống nhau là CH3, CH3 nó là đạo phân gì? Erythro. Hỏi làm như vậy đúng hay sai? Câu trả lời là sai, bởi vì các bạn lưu ý ha, OH ở đây với H này nó không có đối xứng với nhau, BR ở đây với H này nó không có đối xứng với nhau. Như anh nói nãy anh dặn các bạn là cái gì, khi mà trước khi các bạn xét cái dạng đó các bạn phải coi thử giùm anh là nếu các bạn kẻ một cái mặt đường ở giữa phân tử tất cả các nhóm đối xứng với nhau như vậy thì các bạn mới bắt đầu đi xét erythro CO. Còn nếu mà tất cả các nhóm mà nó không đối xứng với nhau thì ở đây đâu có xét erythro CO được ha, xét như vậy là sai nha. Còn muốn xét chính xác thì làm ơn vẽ ra được cái trục đối xứng và tất cả những cái nhóm nó đều nhóm nó đối xứng với nhau ha. Rồi trong trường hợp này á thì CO các bạn nhìn cái gì, các bạn vẽ một cái trục đối xứng CH3 này đối xứng CH3 này, OH với H này không đối xứng, H với BR này không đối xứng. Để thì nó giống cái gì, nó giống cái trường hợp hồi nãy ha. À, nãy nói các bạn cái gì, cái OH ở đây, một cái CH3 ở đây, cái CH3 ở đây, đây là H, một cái BR, đây là H. Nếu bạn biết là một cái CH3 đối xứng, hai thằng kia không đối xứng, vậy làm sao các bạn nhìn ra được? Bạn biết là trong bốn nhóm này có một nhóm giống nhau hả? Thì nói chung là nó gây ra nhiều cái tranh cãi và nhiều cái khó chịu về cái chuyện mà xác định đồ phân nào là erythro, đồ phân nào là treo. Cho nên là các bạn thấy á, ba cái hàng danh pháp mà erythro, treo với lại meso á, thì những cái hàng đó nó hơi không có được ưa chuộng lắm, và thường bây giờ người ta toàn là xài những cái cấu hình tuyệt đối không à. Còn những cái cấu hình tương đối như vậy á thì những cái sách mà thao cơ gần đây á, tức là trong khoảng thời gian này thì các bạn sẽ thấy rằng là người ta ít đề cập đến danh pháp meso, erythro với lại treo lắm. Nhưng mà những cái bài báo khoa học hay là những cái sách thao cơ ở thời kỳ cũ á, ở những năm trước đó thì các bạn sẽ thấy người ta có đề cập đến cái danh pháp này. Bây giờ thì ít rồi, ha. Rồi, thì cái video clip tới đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip sau. Tạm biệt các bạn.